Có một bí ẩn cổ xưa của vũ trụ khiến các nhà khoa học đau đầu. Đó là một sóng vô tuyến mạnh mẽ xảy ra trong không gian sâu. Được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2007, làn sóng vô tuyến này dường như chỉ mới được đưa ra ánh sáng gần đây. Xem xét tính tuần hoàn và cường độ của sóng vô tuyến, sao Nam Châm, một loại sao neutron, dường như có nhiều khả năng xảy ra nhất. Tuy nhiên, với việc phát hiện ra 1.652 sóng vô tuyến mới, các nhà khoa học lại một lần nữa bị sốc. Các nhà khoa học gọi sóng này là Fast Radio Burst. Như tên gọi của nó, thời lượng của sóng rất ngắn, chỉ trong vài mili giây. Tuy nhiên, lượng năng lượng phát ra trong khoảng thời gian ngắn đó tương đương với hàng trăm triệu lần mặt trời. Vậy thì thứ gì trong vũ trụ có thể phát ra sóng mạnh mẽ đến vậy? Các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra nguồn gốc của tín hiệu này trong một thời gian rất dài nhưng đều thất bại. Vì thời lượng năng lượng quá ngắn, họ không có cơ hội phân tích một cách chính xác. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của thiết bị quan sát, họ đã thành công trong việc phát hiện FRB có thời lượng dài. Một ví dụ nổi bật là FRB 121.102 được phát hiện vào năm 2012. FRB này đã có một chu kỳ dài, phát ra liên tục trong 90 ngày và sau đó im lặng trong 67 ngày. Kết quả theo dõi nguồn phát của sóng này cho thấy một thiên hà nhỏ xa tận 30 tỷ năm ánh sáng từ trái đất. Điều gì ở thiên hà nhỏ bé này lại tạo ra sóng vô tuyến mạnh đến vậy? Kể từ khi phát hiện ra FRB 121.102, các FRB bổ sung có tính tuần hoàn đã được phát hiện. Trong số đó, FRB 171.209 được phát hiện tại địa điểm xảy ra vụ nổ tia gamma trước đó. Ngoài ra, FRB 200.428 được phát hiện tại vị trí của một magneta. Và đặc biệt hơn, nó bao gồm cả tia X. Từ những điều này, có vẻ như nguồn gốc của FRB rất có khả năng là loại sao neutron, magneta. Vì chúng có chu kỳ đều đặn và phát ra cả tia gamma và tia X. Tuy nhiên, những dự đoán như vậy đã bị xáo trộn gần đây. Khi nghiên cứu dữ liệu quan sát năm 2019, các nhà khoa học đã phát hiện tổng cộng 1.652 FRB mới trong suốt 47 ngày. Khi phát hiện thường xuyên nhất, đã có tới 122 FRB xuất hiện trong vòng 1 giờ. Và FRB có các đặc điểm phân loại rõ ràng dựa trên tính chất đều đặn và không đều đặn. FRB đều đặn thường có năng lượng tương đối cao hơn so với FRB không đều đặn. Ngoài ra, các nhà khoa học đã tiến hành thêm thí nghiệm để tìm hiểu mối liên hệ giữa FRB và magneta. Thường thì magneta có chu kỳ từ 1 mili giây đến 1.000 giây. Do đó, họ đã kiểm tra xem có FRB nào trong số các FRB đã phát hiện có chu kỳ trong khoảng thời gian này không. Kết quả từ việc tìm kiếm 1.652 FRB là không có FRB nào có chu kỳ trong khoảng thời gian đó. Kết quả này ngụ ý rằng FRB không phải do magneta tạo ra. Sóng vô tuyến mạnh mẽ này được gây ra bởi một thứ hoàn toàn khác mà cho đến nay chúng ta chưa từng nghĩ tới. Sự tắc nghẽn của phép, vốn được cho là đang lần lượt được giải quyết, đã quay trở lại tình trạng ban đầu. Bây giờ, các nhà khoa học đã mở ra nhiều khả năng hơn và bắt đầu phân tích lại từ đầu. Những vụ nổ sóng radio nhanh chóng xảy ra thường xuyên, đến nỗi có thể làm tràn ngập bầu trời đêm. Nam Châm, hố đen, vụ nổ sao, hay là dấu hiệu của sự sống ngoài trái đất? Một điều chắc chắn rằng những làn sóng này được tạo ra bởi một thứ khá mạnh mẽ. Các bạn đang tò mò về điều gì? Hãy để lại bình luận nhé. Chúng tôi sẽ đem đến những video thật bổ ích. Snack, KHOA học là channel về sự hình thành và phát triển của trái đất, thế giới bên ngoài trái đất và những thế lực vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu bạn thích video này, hãy like và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.